Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamda Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của Điểm tin ngày 10 tháng 5. Theo các nhà cái, người đứng đầu đảng Pirati ông Ivan Bartos có cơ hội trở thành thủ tướng cao nhất. EU sẽ không gia hạn hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại hết hạn vào tháng 6 năm 2021. Một bệnh nhân Covid-19 là người Việt Nam tử vong sau một tuần điều trị. Đây cũng là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tử vong tại Lào. Vào Chủ nhật ngày 9 tháng 5 2021, Cộng hòa Séc đã xác nhận thêm 381 trường hợp nhiễm coronavirus mới. Đây cũng là con số thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Và cũng kể từ ngày hôm nay, các cửa hàng và dịch vụ khác đã được mở cửa trở lại. Hiện có 1.819 người bị nhiễm coronavirus ở trong bệnh viện, trong đó hơn 360 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Kể từ thứ hai, tất cả các cửa hàng còn lại và một số cửa hàng dịch vụ khác đã được mở cửa trở lại trên Cộng hòa Séc. Dần dần, học sinh và sinh viên cũng được quay trở lại trường học và nới lỏng quy định khi ra ngoài trời. Bỏ phiếu bất tín nhiệm với chính phủ Séc sẽ được thực hiện vào đầu tháng 6. Đây là một kế hoạch mới của 5 đảng phe đối lập. Cả đảng Cộng sản và đảng SPD có thể sẽ chống lại chính phủ thiểu số. Sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm thì theo như hiến pháp, Thủ tướng Séc có thể sẽ phải từ chức. Liên minh Spolu muốn kêu gọi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay lập tức. Tuy nhiên, đảng Pirati và Stan sẽ góp phiếu của mình sau khi tất cả các chính trị của Nga được trục xuất. Pirati không muốn làm suy yếu nền ngoại giao của đất nước trong thời điểm nhạy cảm này. Liên minh Spolu hiện đang có tổng cộng 40 phiếu bầu. Để cuộc họp đặc biệt về bỏ phiếu bất tín nhiệm xảy ra, họ cần thêm 50 phiếu nữa. Nếu vào tháng 5 họ được sự ủng hộ thêm của đảng Pirati và Stan thì họ sẽ có tổng cộng 68 phiếu. Tuy nhiên, theo những thông tin gần đây từ Tổng thống, ông Andrei Babich sẽ nắm quyền cho đến khi bầu cử vào tháng 10. Thủ tướng Andrei Babich cũng tin rằng ông sẽ giữ chức thủ tướng cho đến khi cuộc bầu cử tiếp theo diễn ra. Cơ quan dự trữ và cung cấp trang thiết bị y tế của chính phủ đã nhận được 8 lời đề nghị cho các xét nghiệm kháng nguyên đối với các trường học. Ủy ban hiện đang đánh giá các hồ sơ dự thầu. Đây là các đơn đặt hàng với 5,5 triệu bộ test. Đơn vị thắng thầu sẽ được thông báo vào ngày mai. Giai đoạn đầu tiên của đơn hàng sẽ được giao vào tuần tới. Ngày hôm qua, các sở thú lại tiếp tục ghi nhận con số lượng khách tham quan kỷ lục. Tuy nhiên, do quy định của chính phủ, họ chỉ có thể tiếp nhận được tối đa 20% lượng du khách. Tại một sở thú ở Praha, chỉ một tiếng rưỡi sau khi mở cửa đã thông báo đủ lượng khách trong phạm vi của biện pháp hạn chế cho phép. Hay như sở thú ở Bergen, vào đầu giờ trưa đã không còn chỗ nào trống. Sở thú thông báo rằng sẽ đóng cửa một lúc do không còn chỗ trống. Chúng tôi đã đợi ở đây một tiếng rưỡi, nhưng bọn trẻ bảo chịu được nên chúng tôi sẽ tiếp tục đợi. Một buổi hòa nhạc thiện nguyện đã diễn ra để ủng hộ 20 sở thú tại Séc và Slovakia. Tất cả những người có nhu cầu có thể mua vé qua mạng, cho phép tham gia buổi hòa nhạc ủng hộ các sở thú. Đã có hơn 700 người đăng ký tham gia. Ông David Nejedlo, giám đốc sở thú Liberec, cho biết, buổi hòa nhạc là cách để yêu cầu người dân giúp đỡ các sở thú, đồng thời cũng để cảm ơn họ. Cộng hòa Séc tuyên bố sẽ buộc Nga phải bồi thường ít nhất 1 tỷ korun vì những thiệt hại vật chất mà vụ nổ kho đạn ở Vrbytice gây ra. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Tài chính bà Alena Shlerova đã cho biết chính phủ Séc sẽ buộc Nga phải bồi thường ít nhất 1 tỷ korun vì những thiệt hại vật chất mà vụ nổ kho đạn ở Vrbytice gây ra. Theo bà Alena Shlerova, giải pháp thích hợp nhất cho vấn đề này là yêu cầu bồi thường theo quy định luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận rằng tiến trình sẽ có thể diễn ra và mất nhiều thời gian. Trước đó, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga, ông Vladimir Khabarov, tuyên bố rằng Nga sẽ không đồng ý bất kỳ khoản bồi thường nào cho Séc vì những gì mà Nga không làm. Ông đồng thời cho rằng quyết định của Séc là không thực tế và có thể tác động nghiêm trọng tới mối quan hệ song phương. Cuộc bầu cử vào Quốc hội sẽ được diễn ra sau 5 tháng nữa và các nhà cái đang công bố tỷ lệ cược ai sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo. Theo các nhà cái, người đứng đầu đảng Pirati, ông Ivan Bartos, có cơ hội trở thành thủ tướng cao nhất. Thứ tự các danh mục lựa chọn tương ứng với các cuộc thăm dò bầu cử gần đây.
Ba nhà cái lớn tại Cộng hòa Séc là Fortuna, Tipsport và Chance đều đặt cược ông Ivan Bartos sẽ trở thành thủ tướng Séc vào cuộc bầu cử tại Quốc hội. Fortuna với tỷ lệ 1.55 và hai nhà cái còn lại là 1.7. Vị trí thứ hai tiếp tục thuộc về thủ tướng Andrei Babich, Fortuna với tỷ lệ 2.8, còn hai nhà cái còn lại là 6. Petr Fiala cũng nằm trong top 3 người đầu tiên, tỷ lệ cược là 6 của nhà cái Fortuna và 10 cho hai nhà cái còn lại. Khói lửa đã bao trùm quận Ostrava Vítkovice từ sáng nay do vụ hỏa hoạn tại bãi phế liệu và bãi rác của một công ty tư nhân. Có tổng cộng 21 đội cứu hỏa tại chỗ đã tham gia chữa cháy. Cảnh sát và Ủy ban Vítkovice đã khuyến cáo người dân không nên mở cửa sổ thông gió, cũng không nên đi ra ngoài vì chất độc do nhựa cháy và sơn rất độc hại. Nguyên nhân gây ra hỏa hoạn chưa được xác định. Đây là khu vực nhộn nhịp trước đây của nhà máy thép Agromerace Vítkovice tại phố Mysteska, hiện của công ty SPV Recycling, đang tập trung vào việc thu mua kim loại và có một bãi chứa xác xe đang hoạt động trên địa điểm này. Theo như cảnh sát Séc, trước khi vụ hỏa hoạn này xảy ra đã có một vụ nổ lớn, nhưng rất may không ai bị thương. Việc sơ tán dân là không cần thiết. Theo như CTK, thị trưởng thành phố Ostrava Vítkovice ông Richard Chermak xác nhận rằng đám cháy chưa được xử lý an toàn. Mua Spark ngay, trúng quà cực hay. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Mua sản phẩm bất kỳ từ thương hiệu Spark với giá trị tối thiểu 99 kron sẽ có ngay cơ hội trúng xe điện Xiaomi hay lò nướng di động Grewell bạn. Chương trình áp dụng với tất cả chi nhánh Tamda Foods, không áp dụng với dịch vụ Tamda Express. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu/spark. Trung Quốc sẽ thiết lập giải phân cách trên đỉnh Everest nhằm ngăn chặn tình trạng lây nhiễm virus corona từ phía những người leo núi tại Nepal. Theo AFP, người đứng đầu Sở Thể thao Tây Tạng cho biết một nhóm hướng dẫn viên du lịch sẽ tiếp cận đỉnh Everest để thiết lập ranh giới phân chia nhằm ngăn chặn người leo núi từ phía Nepal băng qua biên giới Trung Quốc. Quan chức này không cung cấp chi tiết kế hoạch phân chia sẽ được thực hiện như thế nào. Hãng tin Tân Hoa Xã trích lời giới chức trách Tây Tạng nhấn mạnh trong một cuộc họp báo ngày 9 tháng 5 rằng nước này sẽ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức nghiêm ngặt nhất. Từ đầu năm đến nay, Nepal đã cung cấp giấy phép leo núi cho du khách cao kỷ lục nhằm thúc đẩy ngành du lịch từng hứng chịu sự tàn phá do COVID-19 trong suốt năm 2020. Giấy phép leo lên đỉnh Everest có giá 11.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, người leo núi còn phải trả 40.000 đô la Mỹ cho một chuyến thám hiểm. Thông thường có khoảng 1.000 người cắm trại tại chân núi Everest ở phía bên Nepal, bao gồm cả những người leo núi nước ngoài và đội ngũ hướng dẫn viên người Nepal. Ủy viên phụ trách công nghiệp và thị trường nội địa của Liên minh châu Âu, ông Thierry Breton đã khẳng định trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh Pháp vào ngày 9 tháng 5 rằng EU sẽ không gia hạn hợp đồng mua vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca sau khi hợp đồng hiện tại sẽ hết hạn vào tháng 6 năm nay. Vào tháng 11 năm 2020, EU ký hợp đồng đầu tiên với AstraZeneca đặt mua 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng này sản xuất. Tiếp đến vào tháng 1 năm 2021, EU tiếp tục ký hợp đồng thứ hai với AstraZeneca với số lượng đặt hàng mua tương tự. Tuy nhiên, quan hệ giữa EU và AstraZeneca đã xấu đi nhanh chóng khi từ đầu năm nay, phía AstraZeneca cho biết không thể giao đủ các đơn hàng cho phía EU như đã cam kết do các vấn đề kỹ thuật. Vaccine AstraZeneca hết quý 1/2021, EU mới chỉ nhận được 67 triệu liều vaccine từ AstraZeneca. Mặc dù mục tiêu ban đầu là 300 triệu liều, dự tính trong quý 2, EU sẽ nhận được thêm 250 triệu liều. Khoảng 280 triệu liều còn lại sẽ được AstraZeneca giao cho EU trong 6 tháng cuối năm 2021. Trước các tranh cãi về việc chậm giao hàng hôm 26 tháng 4, Ủy ban châu Âu đã khởi động vụ kiện AstraZeneca. Ngoài các tranh cãi pháp lý với Liên minh châu Âu, uy tín của vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca sản xuất cũng bị suy giảm nặng nề tại các nước châu Âu do các thông tin liên quan đến phản ứng phụ. Trong khi các nước giàu đã dự trữ vaccine cho người dân của mình, thì nhiều nước nghèo hơn đang phải chật vật tìm kiếm vaccine. Một số nước như Cộng hòa Chad thậm chí còn chưa có liều vaccine nào. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết khoảng 10 nước chủ yếu là ở châu Phi vẫn đang chờ được nhận vaccine. Ở châu Phi, những nước ở cuối danh sách giống như Cộng hòa Chad còn có Burkina Faso, Burundi, Eritrea và Tanzania. Ở những nơi chưa có vaccine cũng có khả năng các biến thể mới và đáng lo ngại sẽ phát sinh.
Theo Gandhi, điều phối viên cơ chế COVAX cho biết cần phải quan tâm tới việc thiếu hụt vaccine ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, đồng thời thúc giục những nước có thu nhập cao hơn viện trợ vaccine cho những nước vẫn còn đang phải chờ nhận vaccine, dù tổng số ca mắc COVID-19 ở những nước này tương đối thấp so với các điểm nóng trên thế giới, nhưng giới chức y tế nói rằng con số này có thể sẽ không được thống kê đầy đủ. Các nước ở châu Phi vẫn đang phải chờ nhận vaccine là những nước không có hệ thống hiệu quả trong việc truy vết các ca mắc. Vào ngày 9 tháng 5, Nga duyệt binh kỷ niệm 76 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại trên quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Sputnik đưa tin, trong âm vang bài ca Cuộc chiến tranh thần thánh, quốc kỳ Liên bang Nga và lá cờ chiến thắng, lá cờ chiến đấu của sư đoàn 150 súng trường Irista được long trọng rước đến quảng trường đỏ. Trong khuôn khổ cuộc duyệt binh có đội hình hành tiến, gồm hơn 12.000 quân nhân nhịp bước đều oai hùng trên quảng trường đỏ và hơn 190 đơn vị kỹ thuật. Tiếp sau đó, trên bầu trời thủ đô, có phần duyệt binh của 76 trực thăng và máy bay Nga bất chấp điều kiện thời tiết phức tạp. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng các nhà lãnh đạo và công dân các nước. Trong lời chúc mừng, Tổng thống Nga bày tỏ tin tưởng rằng truyền thống hữu nghị anh em và tình tương trợ được hôn đúc trong những năm chiến tranh khắc nghiệt đã và vẫn là cơ sở vững chắc để xây dựng và phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp mang tính xây dựng. Ông Putin cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cựu chiến binh của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ngày chiến thắng là ngày lễ kỷ niệm chiến thắng của Hồng quân và nhân dân Liên Xô trước Đức Quốc xã trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại 1941-1945. Ngày lễ được thành lập theo nghị định của Đoàn Chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô ngày 8 tháng 5 1945 và tiến hành kỷ niệm hàng năm vào ngày 9 tháng 5. Tại một số thành phố ở Tây Ban Nha, hàng trăm người đã tụ tập để ăn mừng kết thúc lệnh giới nghiêm được áp dụng tại 13 trên 17 khu vực của nước này. Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều người tụ tập tại các bãi biển của Barcelona và đường phố thủ đô Madrid để ăn mừng kết thúc tình trạng khẩn cấp kéo dài 6 tháng mà Tây Ban Nha áp dụng để đối phó với đại dịch COVID-19. Rất nhiều người không đeo khẩu trang, không tuân thủ quy định giãn cách xã hội và tụ tập theo nhóm trên 6 người, cho dù tất cả hành động này đều vi phạm các biện pháp chống dịch. Trong một đoạn video trong những giờ cuối cùng của lệnh giới nghiêm đêm 8 tháng 5, nhóm cảnh sát tuần tra bãi biển Barcelona đã phải cảnh báo đám đông bằng loa phóng thanh. Sau lệnh yêu cầu người dân ở nhà từ mùa xuân năm 2020, khi đại dịch bắt đầu bùng phát, lệnh tình trạng khẩn cấp thứ hai của Tây Ban Nha có hiệu lực từ tháng 10 cùng năm. Lệnh này cho phép nhiều hoạt động được diễn ra hơn so với lần thứ nhất, nhưng vẫn bao gồm giới nghiêm ban đêm trên toàn quốc, cùng với việc hạn chế tụ tập đông người và đi lại trên khắp Tây Ban Nha. Nghi phạm bắn chết 6 người lớn tại một bữa tiệc sinh nhật ở bang Colorado rồi tự sát, không có trẻ em nào bị thương trong sự việc này. Vụ xả súng đã xảy ra vào rạng sáng ngày 9 tháng 5 giờ địa phương tại một bữa tiệc sinh nhật có mặt nhiều gia đình ở khu nhà di động tại bang Colorado, Mỹ. Cảnh sát nhận được một cuộc gọi khẩn cấp và phát hiện 6 người lớn bị bắn chết, cùng một nam giới bị thương nặng. Người này được chuyển tới bệnh viện và tử vong sau đó. Nghi phạm là bạn trai của một trong những nạn nhân nữ. Người này lái xe đến khu nhà, tiến vào trong và xả súng trước khi tự sát. Giới chức cho biết không có đứa trẻ nào bị thương vong trong vụ xả súng. Tất cả đã được giao cho gia đình chăm sóc. Mỹ đã chứng kiến nhiều vụ xả súng trong những tuần gần đây tại nhiều bang như Indiana, California, Colorado và Atlanta. Tổng thống Joe Biden tháng trước đã gọi bạo lực súng đạn ở Mỹ là đại dịch và là nỗi xấu hổ quốc tế. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu siêu phẩm Audi Q8 ngay trong tháng 5 này với chương trình Tamda Promo 2021. Mừng sinh nhật tròn 10 năm tập đoàn Tamda Group. Với mỗi đơn hàng trên 5.000 Kurun mua trực tiếp tại tất cả các chi nhánh Tamda Foods hay với đơn hàng đặt hàng qua dịch vụ giao hàng Tamda Express trên 6.000 Kurun, quý khách hàng sẽ nhận được ngay một phiếu bốc thăm. 8 tuần bốc thăm, iPhone, Apple Max và Apple Watch sẽ tìm ra 3 chủ nhân của mình hàng tuần. Và đêm Gala Dinner cũng là đêm bốc thăm cuối cùng để tìm ra một vị khách hàng duy nhất nhận chiếc khóa vàng Zing Audi Q8 về nhà. Ai sẽ là người may mắn đó? Hãy đến ngay Tamda Foods gom thật nhiều phiếu bốc thăm để đến gần hơn với siêu phẩm Audi Q8. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, xin truy cập website tamda.eu. Và bây giờ, còn chần chờ gì nữa? Đến ngay Tamda, Zing Audi về nhà!
Bộ Y tế Việt Nam đề nghị sẵn sàng cho kịch bản 50.000 người mắc COVID-19. Tuy nhiên, các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 nhất trí phải chuẩn bị chắc chắn và ngay lập tức cho kịch bản 30.000 người mắc, trong đó ở mức 10.000 đã hiện hoàn toàn đáp ứng. Ban Chỉ đạo đánh giá tình hình thực tế tại Việt Nam cho thấy dịch COVID-19 được kiểm soát cơ bản nhưng vẫn tồn tại các nguồn lây nhiễm có nguy cơ cao. Từ 6 yếu tố nguồn lây là các chuyên gia, người Việt Nam từ các nước và thực hiện cách ly không đúng quy định, lây nhiễm từ người nhập cảnh trái phép từ các nước láng giềng. Do sự chủ quan lơ là với phòng chống dịch của nhiều địa phương, cơ quan đơn vị, do biến chủng kép làm tăng khả năng lây nhiễm của virus và một số quy định về phòng chống dịch còn chưa hoàn thiện hoặc chưa được thực hiện trên thực tế và việc kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly còn sơ hở. Theo Bộ Y tế, đợt dịch bùng phát lần thứ tư này được xác định là khó khăn hơn, phức tạp hơn do sự xuất hiện của các biến chủng mới của virus, đặc biệt là biến chủng B.1.617 được phát hiện ở Ấn Độ với tốc độ lây lan nhanh hơn, mạnh hơn. Hiện nay dịch xuất hiện cùng lúc tại nhiều địa phương và sự xuất hiện các ca bệnh tại các cơ sở y tế. Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành liên quan chuẩn bị ứng phó với một kịch bản dịch bùng phát xấu hơn. Theo đó, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào truy vết phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất y tế, đặc biệt kit xét nghiệm kháng nguyên nhanh để tiến hành xét nghiệm thường xuyên tầm soát tại các khu vực đông người, khu công nghiệp và các bệnh viện. Vào ngày 9 tháng 5, Đại sứ quán Việt Nam và Thành hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn đã xác nhận một bệnh nhân nhiễm COVID-19 là người Việt Nam tử vong sau một tuần điều trị. Đây cũng là bệnh nhân nhiễm COVID-19 đầu tiên tử vong tại Lào. Bệnh nhân là một nữ công dân Việt Nam sinh năm 1969 và là một trong số những ca mắc COVID-19 đầu tiên là người Việt tại thủ đô Viêng Chăn. Bệnh nhân sang Lào đầu năm 2020 và làm việc tại một quán karaoke, một trong những địa điểm nơi bệnh nhân 59, người được cho là đã gây nên đợt bùng phát COVID-19 của Lào đợt này, cùng các bạn nhập cảnh trái phép từ Thái Lan đến hát. Bệnh nhân được xác định dương tính với COVID-19 hôm 28 tháng 4 và là người có bệnh lý nền. Ngày 30 tháng 4, bệnh nhân được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Sethathirat, thủ đô Viêng Chăn. Đến chiều ngày 8 tháng 5, khi bệnh nhân có tiên lượng xấu, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã đề nghị Bộ Y tế Việt Nam hỗ trợ cho Bệnh viện Sethathirat qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Tuy nhiên, đến 1 giờ sáng nay, bệnh nhân đã tử vong. Hiện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn và các cơ quan chức năng của Lào để hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho gia đình bệnh nhân theo quy định. Ghi nhận tại điểm nóng dịch bệnh COVID-19 tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tính từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, toàn huyện đã phát hiện ra 90 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng xã Mão Điền đã đạt 79 ca. Cụ thể, các ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện tại 5 trên 18 xã thị trấn trên toàn huyện, bao gồm xã Mão Điền 79 ca, xã Nghĩa Đạo 2 ca và xã Xuân Lâm 3 ca, xã Hoài Thượng 3 ca và xã Chí Quả 3 ca. Toàn huyện truy vết được 1.452 trường hợp F1, 4.350 trường hợp F2, 6.463 trường hợp F3 và đưa đi cách ly tập trung toàn bộ các trường hợp F1. Đến nay, sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 tại 5 trên 18 xã thị trấn, tỉnh đã thành lập các tổ chốt thực hiện cách ly vùng y tế đối với toàn huyện Thuận Thành. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Quang Chí, trụ sở tại 196 đường tỉnh Lộ 8, huyện Trần Đề, Sóc Trăng, Việt Nam đã nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu gạo Ông Cua tại Mỹ. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Hồ Quang Chí được tiếp nhận hôm 3 tháng 5, đã đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu và được USPTO tiếp nhận. Hồ sơ được chuyển cho bộ phận thẩm định khoảng 3 tháng sau ngày nộp đơn. Gạo ST25 và ST24 do kỹ sư Hồ Quang Cua cùng nhóm các nhà khoa học nghiên cứu lai tạo. Trong đó, gạo ST25 đạt giải thưởng gạo ngon nhất thế giới tại cuộc thi ở Philippines năm 2019 và giải nhì năm 2020 trong cuộc thi ở Mỹ. Trước đó, 4 doanh nghiệp tại Mỹ đã nộp 5 hồ sơ đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25. Được biết, cùng với việc đăng ký nhãn hiệu gạo Ông Cua tại Mỹ, đại diện pháp lý và doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Chí, đơn vị giữ bản quyền giống lúa ST25, đã nộp đơn lên USPTO phản đối việc công ty INT Enterprise đã được chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu ST25. Tập đoàn Vingroup chính thức xác nhận Vinsmart sẽ dừng nghiên cứu sản xuất TV điện tử di động để tập trung nguồn lực phát triển vào các sản phẩm điện tử và các tính năng về infotainment cho ô tô VinFast, công bố được phát đi vào chiều ngày 9 tháng 5.
Theo quyết định mới, Vinsmart sẽ dừng việc phát triển TV và điện thoại di động, chuyển sang phát triển các tính năng thông minh trên các phương tiện giao thông và nhà ở để tập trung chiến lược đưa VinFast tiến đến mục tiêu trở thành một trong những hãng xe thông minh và tiện ích nhất thế giới. Cụ thể, trọng điểm sẽ phát triển các tính năng thông tin giải trí dịch vụ cho ô tô VinFast với 150 tính năng infotainment sắp được trang bị. Các tính năng này sẽ tạo ra cho ô tô VinFast có những tiện ích khác biệt, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường ô tô toàn cầu. Tiếp đến là tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các linh kiện điện tử, các tế bào pin điện, các hệ thống pin điện hoàn chỉnh và động cơ điện các loại nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa và đảm bảo nguồn cung chất lượng cho VinFast. Bốn nữ cảnh sát đường sắt tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ cuối tuần qua đã tung ra một video trình diễn điệu nhảy độc đáo theo giai điệu của bài hát nổi tiếng Enjoy Enjami và một số ca khúc khác tại nhà ga trung tâm của thành phố. Nhóm cảnh sát mặc cảnh phục, đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách an toàn theo quy tắc phòng chống COVID-19 trong lúc nhảy. Ngoài màn nhảy, cảnh sát đường sắt cũng diễn tiểu phẩm hướng dẫn cách đeo khẩu trang và duy trì cách giúp chống lại nCoV. Video hiện được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, xuất hiện sau màn nhảy gây sốt của cảnh sát bang Kerala. Nhóm cảnh sát trong video cũng nhảy theo giai điệu bài hát Enjoy Enjami, nhưng với phần lời được viết lại để hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách, duy trì giãn cách, tiêm phòng và sát trùng tay. Vâng, và những dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở điểm tin được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày mai.